Chỉ cần tập một cái intro này thôi là chúng ta áp dụng được rất là nhiều bài và ra ngoài chúng ta chơi nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó? Hãy nói một lời, có phải em giận anh? Bài này sẽ giúp chúng ta luyện ngón luôn, rất là tuyệt vời, nên lưu về liền để chúng ta tập mỗi ngày nha. Đây là ngắn số 5, dây số 1 trước nha. La, đố, la, son, dây 2 rồi nè. 1, ngón 4 đó. Son, mi, re này dây 3 nè. Re, đô, la. Vô chặn, dặn ngàn năm đã xuống cao. Hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo nữa nha. Tập chuyển những cái thế tay học âm bên tay trái. Còn tay phải thì chúng ta chỉ cần rải nhẹ 6 giây. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay, là chúng ta chuyển qua học âm thế tay son trưởng. Tay quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Rất là dễ ha. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay. Má em khoái anh rồi, anh không lấy anh em làm sao. Muốn nâng cao thì chúng ta có thể là tập những cái thế tay hợp âm chặn, cũng là la thứ nè, rồi xuống son trưởng nè, rồi pha trưởng nè. Đó, tập những hợp âm chặn, hoặc là chúng ta có thể quạt thêm, quạt sắn đuôi gì đó thì tùy. Bây giờ vô thử nha. Anh là cái mi cười, em là dấu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thì cần lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh ngay để xem những bài tập guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Dạ thưa quý vị, mỗi lần mà nhà em muốn hát karaoke ha, đây dây rất là dài nhưng mà rất lồng thòng mà chỉ có một cái micro thôi, nên là em không xài cái micro có dây nữa. Bây giờ là đời mới rồi, xài micro không có dây. Bật lên nè, cho nó sáng đèn, và xài hai cái micro không dây luôn. Cục ngay thì chúng ta cắm vô loa kẹo kéo hay là cắm vô bất kỳ âm ly nào cũng được. Cảm ơn. Xin phép đi xa để thử một lúc hai bếp cho mọi người xem nha. Tình yêu đó vội phai vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ, người nhớ tôi không cho tâm tình thường hay ngó. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ micro đời mới thì rất là tiện lợi luôn. Chúng hết pin thì chúng ta sạc trực tiếp trên cái micro này luôn, là tuyệt vời, không cần phải mua pin gì hết. Cặp micro nha, hai cái micro thế hệ mới nhất luôn, chỉ với giá 599.000 đồng miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị có thể đặt hàng nhanh tay ở bên dưới ạ. Đôi khi chỉ cần khoảng 3 hợp âm chúng ta có thể chơi được những bài hát rất là hay. AM, DM và bên tay phải chúng ta chỉ cần rải theo nhịp, và cái tempo hay gọi là cái tốc độ nhịp chúng ta cứ vừa phải. Nhịp chân xuống nè, 1, 2, 3, 4 và chúng ta bắt đầu rải nhẹ xuống nha. Nếu chị các bạn có thể lấy đàn ra và cùng hát theo cũng như nhịp chân theo để nó quen. Dừng nuôi sang tay, nói lại tiến xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nói sân hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bao cát. Trời rộng bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Quý anh chị các bạn có thể bấm đăng ký theo dõi kênh để xem thêm những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Tích tiểu thành đại. Đây là combo S9 đang kẹp trên cây đàn classic. Rồi khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta lấy ra nó sẽ rất là bền. Combo này thì chúng ta sẽ có ba đầu để chúng ta thay thế cho đàn classic, cho đàn điện hay là cho đàn acoustic đều được luôn. Dùng là classic thì chúng ta dùng chữ CL, còn không thì chúng ta tháo ra chúng ta dùng đàn acoustic thì chúng ta dùng chữ AC. Rất là dễ luôn, thay đầu rất là dễ luôn để chúng ta kẹp. Khi không dùng chúng ta tháo xuống thì nó rất là bền, bởi vì lò xo nó không có giãn. Cabo S9 cực kỳ cao cấp, với giá ưu đãi chỉ có 139.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc và được tặng kèm một giáo trình khi mà chúng ta mua sản phẩm này. Chắc mặc định là 5-4. Ba chân bùng bùng chân. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, có thời gian cách xa đời chờ. Nhịp chân ạ. Đường xa nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù dê.
còn trông chờ bạn bè dâng tên. Bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chân trời đây đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Đoạn bài dễ chúng ta tập trước, bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Cái tay quay nha anh em, thì mình sẽ giãn cái dây ra. 6 dây dây này cũ rồi, thì khách đến thay bộ dây C139 thì mình sẽ thay giúp cho khách. Thì mình đến cái tay quay này thì mình quay nó ra rất là nhanh luôn. Mình giãn dây ra xong rồi mình cắt cái dây mình mới thay dây mới vô. Tay quay này nó rất là hay luôn nha anh em. Đối với cái dây số 1 á, mà đàn lát xích hay là đàn dây sắt cũng vậy, chúng ta cũng quấn nhiều vòng vô anh em nha. Chứ anh em đừng có cắt dây, chúng ta cứ để dây nè, chúng ta giữ lại rồi chúng ta dùng cái tay quay này chúng ta quấn nhiều vòng vô. Hai bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Dạ, đặt hàng sớm thì chẳng ưu đãi à, tặng kèm giáo trình nè, tặng kèm tay quay, tặng kèm hộp đựng bích và miễn phí vận chuyển tận nơi.